Mỗi ngày trên thế giới có 3.500 người ra đường nhưng vĩnh viễn không bao giờ được trở về nhà do tai nạn giao thông. Ngày 17 tháng 11 năm nay, chúng ta cùng thế giới tưởng niệm những người thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Để nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè cần phải chấp hành đúng pháp luật về trật tự an toàn giao thông để ai cũng được bình an trở về nhà. Đã uống rượu bia, không lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, luôn thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy. Tính mạng con người là trên hết.